Hello, hello, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bơ. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái đội hình giữa Changli với lại Rover Havoc, là main Havoc ấy. Thì đây là một cái đội hình gồm có hai cái nguyên tố khác nhau, đó là Fusion với lại Havoc. Cái đặc trưng của cái đội hình này là mọi người có thể quẩy bất kỳ một cái loại nhạc nào luôn. Anh em có thể quẩy ở cái tầng kháng hỏa và anh em cũng có thể quẩy được ở cái tầng mà nó kháng Havoc. Thì với cái đội hình gồm có hai nguyên tố khác nhau thì anh em sẽ rất là ok khi mà anh em đóng những cái tầng mà nó bị khắc chế như thế này. Ví dụ như ở đây anh em thấy là con chim này nó kháng Havoc. Nếu như mọi người chơi main từ đầu game tới giờ biết có rất là nhiều anh em đã chơi con main này, thì tới đây là mọi người đánh con này nó khá là quải, nhưng mà trong cái tình huống là mọi người cần phải đánh thôi nha, còn không thì anh em cứ đi team khác. Cái trường hợp thứ hai nếu như mà anh em gặp nó là anh em đánh cái team hệ hỏa mà anh em gặp cái con Raider này thì ok, đó là những cái trường hợp khó mà mình phải rơi vô cái thế mình đánh. Thì đây là một cái đội hình có thể giải quyết được cho anh em những cái vấn đề liên quan tới khắc chế hệ, vì đây là cái team có hai hệ mà không có con quái nào mà khắc được một lượng hai hệ đâu, cho nên là trong thời điểm này thì những cái team hai hệ anh em cứ bỏ vô bất kỳ một cái tầng nào anh em chơi cũng được, thì đó là điểm mạnh của nó. Còn điểm yếu của nó là nó sẽ không tận dụng hết toàn bộ intro và outro của tất cả những cái nhân vật ở trong cái team. Cụ thể ở đây thì anh em có thể thấy là cái outro của Changli nó có một cái buff, đó là 20% fusion dam. Thì cái phần 20% fusion dam này nó không ảnh hưởng gì với lại comment Havoc, nhưng mà cái vế ở phía sau đó chính là sát thương kỹ năng nộ 25% thì nó ảnh hưởng được, vì comment Havoc là một con gây sát thương kỹ năng nộ rất là to. Và anh em cũng phải lưu ý là cái thời gian của cái outro Changli nó có 10 giây thôi. Một trong những con nhân vật 5 sao hiếm hoi mà có cái outro là dạng búp mà búp có đúng 10 giây, thì cái này là nhà phát hành người ta đang hướng tới một cái team mà đó mà nó swap nhanh thôi, tức là team with swap, nó không có hướng tới cái team đứng đấm dài hơi ở ngoài sân. Thì để setup cho đẹp ấy, thì anh em bước qua comment ấy, ở cái phần combo cũng như là rotation của Changli thì vẫn như bình thường, không có gì thay đổi cả. Và đối với lại comment Havoc ấy thì anh em sẽ phải lưu ý một tí xíu là mình sẽ đánh cho tới khi nào mà mình có được outro thì mình sẽ bắt đầu outro luôn. Và outro thì mình sẽ mở đầu bằng cái con Growlithe, làm con Rimless, con Rimless. Đây, anh em sẽ outro bằng con này, sau đó thì mình sẽ cancel cái animation của nó đi và mình quay qua Changli. Thì mình sẽ lặp lại cái rotation. Thì về cơ bản ấy, anh em không cần phải giữ hết trạng thái của con này nhé. Nếu mà anh em đánh những cái con nào mà nó cái dạng nó là đơn mục tiêu và con main của anh em được build chuẩn chỉ mạnh, nó là mạnh ngang cơ với lại con Changli, thì anh em phải đánh hết cái trạng thái Dark Sugar. Còn trong trường hợp cơ bản thì anh em qua bên con main ấy thì anh em sẽ nộn cái rồi mình outro luôn, thì nó sẽ rất là nhanh, cho nên là anh em sẽ cân nhắc tùy vô trường hợp mà mình đánh nhiều hay là đánh ít khi mà con main nó bật trạng thái lên. Thì đó là tùy trường hợp, mình tùy biến cho nó hợp lý với lại từng cái kẻ thù nhé. Rồi một cái vấn đề quan trọng nữa, nó cũng liên quan tới cái việc là mình đánh ít hay là đánh nhiều ở trong comment. Thì nếu như mà cái energy regen của mọi người thấp quá thì mọi người sẽ phải đánh nhiều để mà mọi người tận dụng cái đột phá level 70 ở chỗ này. Và trong cái trạng thái này mình đánh basic attack á, thì nó sẽ hồi cho chúng ta resonant energy, nó sẽ giúp cho anh em hồi nộ nhanh hơn trong trường hợp mà cái nạp của mình nó không cao. Còn trong trường hợp ở đây á, bo thấy là 130 là bo đấm tầm một nửa thời gian thôi. Ví dụ như mình bật lên thì có 10 giây mình đánh đúng không, bo nộ luôn và bo sẽ đánh tầm 5 giây và bo đã swap được rồi, không cần phải đánh hết 10 giây để mà tối ưu cái vụ nạp. Thì cái này là tùy nhá, anh em sẽ đánh cho tới khi nào mà anh em cảm thấy là nó đủ so với lại cái mức nạp của anh em thì anh em sẽ swap. Rồi, đầu tiên thì chúng ta hãy nói sơ sơ về cách setup cho con support. Ở đây vị trí số 1 thì chắc chắn sẽ là Verina rồi. Với Verina và bộ hồi máu thì chúng ta sẽ sử dụng là con rùa. Tại vì cái team có hai con DPS thì chỉ có con rùa là chơi được thôi. Anh em có thể swap qua swap lại, miễn là trong cái khoảng thời gian 15 giây tồn tại cái khiên của con rùa hoặc là cái khiên không bể cho tới hết 15 giây, thì anh em swap đi bất kỳ con DPS nào chúng ta cũng nhận được cái búp rùa. Lưu ý nhỏ nhỏ ở đây, khi mà anh em sử dụng rùa ấy thì thường á là mình sẽ sử dụng rùa xong rồi mình cancel như thế này bằng cái nộ luôn. Và đa phần cái nộ của con Verina nó sẽ mở đầu cho cái chuỗi combo của con Verina. Lúc này con Verina của chúng ta sẽ phải đánh một hồi để tích cho đủ control, thì nó sẽ mất thời gian của con rùa rất là nhiều. Cái kiểu này nó sẽ rất là phù hợp cho mọi người setup với những cái con mà nó đánh nhanh, nó một rotation cho con chính thôi. Còn với rotation mà anh em sử dụng hai con dam á, thì mục đích của tụi mình sẽ muốn đem luôn cái con rùa này qua cho Changli. Changli đánh xong rồi nhảy qua comment Havoc vẫn còn rùa,
Thì đó là cái mục đích của mình. Thì anh em hãy cố gắng để cái con rùa ở cuối cái rotation của con Verina. Có nghĩa là sau khi mọi người lấy xong Concerto rồi á, trước khi mọi người swap để mà ăn cao trô của Verina, thì lúc này mình rùa. Rùa xong là mình swap luôn. Thì lúc này mình đánh hết một cái rotation khi mà swap qua từ Verina của con Changli á, nó sẽ khoảng 8 cho tới 10 giây, tùy theo anh em đánh nhanh hay đánh chậm, tùy theo là cái movement của con boss nó có nhảy lung tung hay không. Thì anh em sẽ còn khoảng 5 cho tới 7 giây con rùa vẫn còn. Lúc đó khi mà mình swap qua con main á, thì mình sẽ ăn được E lần đầu này, Heavy, E lần 2 và cả cái nộ của con main. Setup đẹp thì đều sẽ nằm trong cái khoảng thời gian con rùa nó còn tồn tại. Rồi, ok nhá. Vô combo từng bước để anh em dễ hình dung nhé. Rồi, đầu tiên để vận hành được á, thì bơi sẽ nói một tí xíu về cái pattern của con main. Con main anh em sẽ phải E 2 lần kết hợp với một cái intro để đủ cái thanh forte để cho con main bước vô cái trạng thái Dust Sugar. Một cái setup bình thường á thì con main nó chỉ có thể intro ra và nó E một lần thôi. Cho nên là ở đầu round á, mọi người chịu khó lấy con main ra E một cái, sau đó thì mình mới bắt đầu setup Changli, setup Verina. Trong lúc mà mình sử dụng con Changli và con Verina thì cái E của con main nó đã hồi rồi và mình đã có khoảng 1 phần 3 cái thanh forte của con main rồi. Đồng nghĩa với việc khi mình đánh trong Changli mình swap trở lại thì main sẽ ăn cái intro kill, hồi được một tí forte và E thêm một phát nữa, hồi cái phần forte còn lại. Thì lúc này mình sẽ heavy con main và mình bước vô trạng thái luôn. Bước vô trạng thái rồi thì anh em sẽ sử dụng luôn cái kỹ năng nộ và anh em E lại một cái. Rồi đó là cái cách anh em sẽ đúp cho con main. Thì nó rất là dễ thôi, anh em làm sai á, bước qua con main không đủ forte cấn cái là biết liền. Thì anh em có thể để con main ở vị trí số 1 nha. Anh em để vị trí số 1 con main, vị trí số 2 là Changli, số 3 là Verina cũng được. Còn bơ thì bơ đánh quen như thế này rồi cho nên là bơ để con main nó số 3. Nếu như mà anh em nào mà có cái kiểu để 1, 2, 3 giống như bơ á, thì mở cái tháp lên anh em qua con main, anh em ăn cái này rồi trở về Changli mình bắt đầu setup này. Setup của Changli hoàn toàn giống như là những cái con bình thường, nhưng mà khúc này anh em không bật rùa nhé. Khúc này mình không bật rùa, mình sẽ bật rùa ở cái đoạn cuối này. Rồi chút Changli này, rồi nợ heavy, rồi chuẩn bị qua main thì anh em heavy một cái liền luôn nhé. Rồi khúc mà anh em qua con main á là con main nó sẽ lơ lửng trên không này, thấy anh em heavy xuống này, anh em E. Rồi bắt đầu nộ này, lúc này mình nộ là mình trong đất sugar rồi này. Lúc này mình bắt đầu mình E lại cái này. Rồi bây giờ anh em sẽ basic anh em đánh. Đấy, anh em sẽ basic anh em đánh. Anh em có thể đánh hết hoặc có thể đánh cho đầy cái thanh Concerto thì mình sẽ swap qua Changli. Rồi vẫn sẽ là quay trở lại bước 1 này. Rồi ok nhá, thì hết cái bước này á, hết cái bước này của con Changli là coi như là cái rotation số 1 của anh em nó ok rồi, nó xong rồi. Thì lúc này anh em sẽ phải lấy lại một cái E cho main. Lúc này là từ Changli mình sẽ đi qua main, mình E một cái, xong rồi mình qua Verina đánh ba cái. Ok không? Hình dung được mà đúng không? Cái này nó hơi dài á, combo cái team này nó hơi dài. Rồi để bên sẽ đánh lại một lần nữa cho anh em xem cho dễ nhá. Ok, thì ở cái nửa đầu á, thì mình chỉ khác một tí xíu thôi là cái đứa khởi đầu nó sẽ là con main. Thì lúc mà mình mở cái tháp lên á, thì mình sẽ qua main và mình E một cái, sau đó thì mình qua Changli mình sẽ đúp như bình thường. Thì đó là cái khác duy nhất ở cái khúc đầu. Rồi nha, qua Changli cancel nộ để đỡ cái này đi. Rồi mình đánh rất chậm luôn. Rồi ok, khúc này mình sẽ từ bay cho mày E này, E lại cái nữa này. Rồi thay vì một cái là mới swap lên nữa. Rồi con chim nó bay rồi này, swap qua đây thì mình xuống một cái này. Rồi heavy này, nổ này, cho tới mình E lại nhá. Rồi ok, tới đây là xong này, một cái rotation một nửa đầu nhá. Rồi mình đánh một hồi thì mình sẽ qua trở lại Changli. Rồi phút này là lặp lại phút đầu này, con xe nhưng mà không phải warp qua Verina mà là warp qua main, E một cái rồi mới qua Verina. Đấy, đánh hụt là coi như gãy đi. Cái đoạn thứ ba phải đánh trúng con chim nhá. Thì đó là cái khác ở cái nửa đầu thôi, còn lại là nó đều như nhau hết, sẽ lặp đi lặp lại y chang như vậy hết. Rồi bây giờ là đánh một cái từ đầu cho tới cuối, lặp đi lặp lại luôn nhé. Anh em nhớ là nó chỉ khác ở một cái đoạn đầu á, là mình E con main trước thôi. Còn sau khi mà từ con Changli thì mình auto mình cứ chuyển qua main, mình E một cái rồi mình chuyển qua Verina
mình đánh cho đủ ba đòn, mà nhớ ấy là chuyển qua Verena là đánh ba đòn không được ngắt khoảng nha mọi người. Ba đòn của con Verena anh em đánh sau khi mà swap từ nhân vật khác qua là nó sẽ lên một stack luôn và nó bị ngắt khoảng là không được rồi, cái đó rất là quan trọng nhé. Ok rồi, thì để mà vận hành mà mượt mượt á, thì Bơ nghĩ là cái yếu tố hiệu quả nạp là Energy Regen cũng rất là quan trọng. Nếu như trong cái quá trình anh em vận hành cái combo anh em làm đúng hết, nhưng mà nó bị cấn cấn, nó bị gãy gãy, là chưa có kỹ năng nộ hay là chưa có nạp Consortal xong á, thì Bơ nghĩ là nó sẽ liên quan tới hai vấn đề thôi. Nếu mà là kỹ năng nộ thì công trang ly nó sẽ phải có tầm đâu đó khoảng 115 thôi. Con chân ly này là nạp rất là nhanh, 115 Bơ nghĩ là ok rồi. Concerto không phải là vấn đề anh em cần phải quan tâm với lại chân ly. Và
Concerto là cái vấn đề mà anh em sẽ phải quan tâm ở con Verina. Ở đây thì bot là đánh cho anh em là cái vũ khí này, không phải là cái vũ khí hồi Concerto. Nếu như mà anh em có cái vũ khí hồi Concerto ấy thì nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Nạp của con Verina thì bơ nghĩ đâu đó hơn 200 một tí là nó là ok rồi. Dĩ nhiên là anh em cũng phải chỉnh cái rotation cho nó mượt đúng như những gì mà bơ nói nãy giờ, thì nó sẽ vô form, nó sẽ mượt thôi. Và đối với lại con men á thì anh em chỉ cần quan tâm một thứ duy nhất, đó là nạp của con men thôi. Tại vì khi mà đi qua, anh em để ý á, là qua con men là con men vô trạng thái sau đó là mình nộ luôn, mình đánh rất là mượt. Chứ khi mà qua con men rồi chưa đủ trạng thái, rồi chưa có đủ nộ, nhiều cái yếu tố lung ta lung tung, mỗi cái tăng lên 1 giây 2 giây thì nó kéo dài cái rotation ra, thì sát thương nó sẽ bị giảm đi. Thì đó là cái lưu ý thôi. Còn về mặt trang bị cho con men với lại con Trang Ly thì đây là team đua DPS mà nay nấy đam, không đứa nào gánh đứa nào cả, cho nên là con Trang Ly vẫn sẽ sử dụng xích hỏa như bình thường. Option thứ hai là mọi người có thể sử dụng Moonlit cho con Trang Ly, với cái điều kiện là con Trang Ly của mọi người chưa có build xong, nó chưa có đủ mạnh để mà nó đứng, nó gánh được sát thương, thì anh em có thể sử dụng Moonlit để anh em swap. Trường hợp số 2 là anh em đem con Trang Ly này đi đánh Rider thì anh em vẫn có thể sử dụng Moonlit để anh em búp cho con main nó đam Rider sẽ tốt hơn. Thậm chí là anh em ném luôn cây trấn này qua cho con main luôn. Nếu như mà anh em đánh cái team Rider, đánh ngay cái thằng kháng hỏa thì ném luôn vũ khí qua cho con main luôn cũng được. Còn bình thường không kháng gì hết thì con Trang Ly cứ mặc xét hỏa và con main thì sẽ mặc xét Havoc. Rồi vũ khí thì ở đây thì vũ khí banner thường thôi. Vũ khí banner thường cho con main bơ nghĩ cũng khá là ok, nó khá là hợp với kiểu setup của con main. Rồi thì đó là sơ sơ về mặt trang bị cũng như là vũ khí. Thì với một con main anh em build lên nó mạnh á thì cái sát thương cho ra nó còn ngon hơn rất là nhiều. Ở đây là con main build tạm tạm để làm clip cho anh em thôi, tại vì tôi cũng không đam mê con main Havoc này lắm, tôi đi theo main ánh sáng anh em nhớ mà đúng không. Thì đó, đây là một comment tạm tạm để cho anh em xem là ví dụ là cái team nó vận hành như thế nào. Thì nói chung là nó khá là mượt, nó khá là ổn, đánh cũng rất là đẹp mắt. Số cái mà anh em cần tập khi mà anh em chơi cái team này á là từ khi mà mình swap qua con Trang Ly á thì anh em sẽ sử dụng cái đòn zoom. Thì cái này anh em phải tập thì anh em làm nó mới mượt được. Mình zoom xong rồi mình e liền luôn. Lúc này nè anh em cứ tập từ từ thôi, ví dụ swap qua này mình bấm space nhá, mình bay lên mình e liền luôn, thì lúc này mình sẽ ba rồi e cái nữa rồi ba. Đó là cái đoạn đầu tiên á thì mình phải e tới 2 lần, nhưng mà từ cái lần xuất hiện thứ hai á thì mình chỉ cần e 1 lần thôi. Thì việc cơ bản là anh em tập lúc mà mình nhảy cái intro qua á thì mình sẽ bấm space để mình bay lên, biến thành cái trạng thái phượng hoàng bay lên. Tập càng nhiều thì anh em làm phút nó càng mượt thì nó sẽ rất là nhanh. Rồi một cái nữa mà cần phải tập đó là khi mà anh em auto từ con Trang Ly qua con Main ấy, thì con Main nó sẽ gọi là gì ta, nó lưỡng ở trên không một tí, lúc đó mọi người không có bấm E liền được. Cho nên là mọi người qua Main á, từ cái intro của Main á là mọi người sẽ phải bồi thêm một cái Heavy hoặc là một cái Basic Attack, cái nào cũng được nhá. Nhưng mà bơ thì bơ quen bấm Heavy ở cái đoạn này, rồi bơ E rồi bơ Heavy thêm một cái nữa. Thì anh em sẽ bấm cho con Main nó rớt xuống đất, cái mục đích là con Main rớt xuống đất thôi. Đây anh em xem này, outro qua này, nó sẽ lơ lửng này rớt xuống này thì mình bắt đầu bấm E được. Sau đó mình sẽ bấm Heavy rồi 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 E lại, rồi bắt đầu bây giờ mình chỉ spam thôi. Thì cái đoạn mà nó lơ lửng trên sông ấy, anh em bấm Heavy hoặc là anh em bấm cái basic đặc tắc thì comment nó sẽ đều nó giảm xuống như thế này. Heavy hay là giảm cũng được, kiểu mình quen cái nào bấm cái đó thôi. Nhưng mà nhớ bấm Heavy thì buông chuột ra liền nhé, đừng đè luôn. Tổng kết lại thì với hai cái mảnh ghép gần như là nhìn sơ sơ thì nó không có liên quan gì với nhau. Nếu như anh em đang có một con Trang Ly và anh em không có Encore, anh em không biết là cho con Trang Ly là đi với ai, anh em không đi Trang Ly với lại Jinxi thì anh em hoàn toàn có thể chơi Trang Ly với lại Main Havoc. Cũng như là anh em đi Main Havoc mà anh em không thích chơi con Dungeon để mà búp outro cho Main Havoc thì anh em có thể sử dụng Trang Ly. Cái đặc trưng của cái team này á, là nó clear quá nhỏ nhá, nó clear số đông rất là nhanh, tại vì cả hai con này cái thế mạnh của nó đều là sát thương phạm vi rộng hết. Con main thì nó đánh được một tí xíu trong cái trạng thái đất sugar thì đánh đơn mục tiêu tốt, nhưng mà cái nộ của nó là phạm vi rộng. Con Rimless, con Eco Rimless cũng là một con phạm vi rộng cực kỳ mạnh. Thì cái team này cộng lại là một cái team mà đi dọn những cái tầng nào mà anh em thấy là đông quái này, quái càng đông càng mạnh đó. Rồi còn nếu như mà mọi người chơi là con Anko ấy, con Anko ở cái vị trí này á thì nó sẽ là đơn mục tiêu
và Changli sẽ có vai trò hỗ trợ cho con Angkor giải quyết mấy con quái đông. Còn lại đôi mục tiêu thì con Angkor nó sẽ lo. Thì hai cái team đó sẽ có hai cái thế mạnh khác nhau tùy vô cái setup thôi. Thật ra là mình cũng không nói nhân vật nào nó mạnh mãi nó là như thế nào, chỉ cần người ta thay đổi cái setup cái thái một tí xíu thôi thì cái con đang mạnh nhiều khi nó lại trở thành yếu. Đấy, thì mỗi một team nó có một thế mạnh riêng đối với lại cái team Mentalbot với lại Changli. Thì Bơ nghĩ đó là Team điểm mạnh của nó là đánh Angkor AoE sẽ và đánh được rất là có khỏe, không bị khắc chế gì cả. Muốn quăng đi đâu thì quăng cả cái tháp. Cả cái tháp mùa này anh em muốn quăng đi đâu thì quăng. Bên trái, bên phải, ở giữa gì đó anh muốn đánh đâu cũng được. Tại vì kiểu gì thì cũng đánh được nếu như mà anh em build nó chuẩn chỉnh, nó đầy đủ. Rồi, cuối cùng thì mong rằng là qua video này anh em có thể có một cái nhìn mới mới hơn về cái team Changli với lại Main Havoc. Cảm ơn mọi người theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!